đợt đậy bạc khoảng chừng 10 ngày gì đó là thấy nó cháy lá nhiều, như cái mắt cua nó yếu làm như nó hơi đen lại chứ. Với lại nó bị phi tớp á, này là cháy nấm nè. Ngoài cái thao tác mình chuẩn bị chu đáo cho cái việc ra mắt cua thì mình cần phải bảo vệ bộ lá cây sầu riêng nha bà con. Đối với một số cái bệnh phổ biến giống như cháy lá nè, thối cháy nè, nứt thân xì mủ thì bà con mình nên chủ động mình phòng bệnh hơn là mình chữa bệnh bà con. Và thời điểm này mình phun xịt mình phải đáp ứng được một cái tiêu chí là mình không làm nóng lá sầu riêng. Kính chào quý nhà vườn. Hôm nay Hồng Thơ xin mời quý bà con cùng theo dõi một biểu hiện đáng lo ngại trong quá trình canh tác sầu riêng, đó là cháy lá giai đoạn xử lý ra hoa. Đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của cây mà còn ảnh hưởng đến năng suất của cây giai đoạn sau. Đó là nỗi lo của nhiều nhà vườn trong giai đoạn gần đây, do trong quá trình xử lý ra hoa xuất hiện biểu hiện cháy lá giai đoạn sớm khi cây chỉ mới xuất hiện mắt cua. Vâng, ngay sau đây mời bà con cùng Hồng Thơ ghé thăm vườn của anh Quyền tại Cái Bè Tiền Giang để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Cháy rồi bà con ơi. Thước hình trước mắt là những lá sầu riêng bị cháy từ phía chớp và rằng ri hai bên mép. Theo ghi nhận từ các nhà vườn miền Tây đang xử lý ra hoa sầu riêng nghịch vụ 2024, tình trạng cháy lá đã xuất hiện khá sớm từ giai đoạn mắt cua và đại trà trên các giống. Dẫn nhau đi trên lối mòn dẫn vào vườn, dưới cái nắng sáng không gian yên bình nhuộm màu vàng rơm, cam màu của sự ấm áp, hy vọng. Nhưng cũng chính vì màu vàng này mà mấy nay nhà vườn réo gọi liên tục làm anh em lo lắng không thôi. Chuyện là từ hồi phát hiện vườn cây mình có những vết cháy lá lâm nhâm, anh Quyền, nhà vườn tại xã Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang như ngồi trên đống lửa. Anh nói, đầu vụ cháy ít ít, giữa vụ cháy lưng lưng, cuối vụ chắc còn cái chà luôn quá. Thấy anh suy nghĩ tiêu cực, anh em khuyên nhủ, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Anh Quyền đáp lời, cháy lá như cháy nhà, không lo dập là coi như mất trắng. Anh tên Trần Nhân Quyền ở ấp Mỹ Chinh, xã Thiên Trung, Cái Bè, Tiền Giang. Cái này anh trồng giống mõn thon được 5 năm tuổi. Sau đợt đậy bạc khoảng chừng 10 ngày gì đó thấy cháy lá nhiều, cháy lá nhầm nhầm gì đó, chắc cũng khoảng 30%. Cháy lá làm như cái mắt cua nó yếu, làm như nó hơi đen lại chứ nó ra làm như không mạnh. Sợ cháy quá rồi nó rụng, rồi cái thời gian cái nó không có nuôi nổi, nuôi trái nổi sau này chứ. Năm nay thấy sao cháy lá nhiều chứ, cây tơ thấy cũng có trái. Như mà mấy cái làm bông thì cháy nhiều. Đầu vụ gặp nhiều khó khăn, chắc hẳn tinh thần bà con cũng bị trì xuống. Nhất là tình trạng cháy lá không chỉ làm ảnh hưởng khả năng thoát ra của mắt cua, mà còn làm giảm sức khỏe cây mẹ, kéo theo nuôi bông, nuôi trái về sau kém đi. Tuy nhiên trời nào có phụ ai đâu, hay làm thì giàu, có chí thì nên. Nếu được nhận biết sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời sẽ là cơ sở giúp nhà vườn ngăn chặn được ảnh hưởng của cháy lá, bảo vệ thành công năng suất và chất lượng cho vụ sầu riêng năm nay. Bà con thân mến, trong cái khâu xử lý ra hoa mùa nghịch năm nay đó bà con, Phi Hùng đánh giá được là một trong những cái niên vụ mà bà con mình gặp rất là nhiều cái tình huống khi xử lý ra hoa, giống như là mình lên bắt lo xong mình bị xì đọt và khi nó ra bông rồi thì nó ra toàn mầm lá. Thì đây là những cái tình huống mà Phi Hùng đã cố gắng gửi gắm những cái thông tin cho bà con mình rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, Phi Hùng muốn nhắc nhớ bà con mình là ngoài cái thao tác mình chuẩn bị chu đáo cho cái việc ra mắt cua thì mình cần phải bảo vệ bộ lá cây sầu riêng nha bà con. Thì ở đây Phi Hùng cũng xin chia sẻ với bà con mình trong cái niên vụ năm rồi á, là cái đỉnh điểm của cái vấn đề cháy lá cây sầu riêng nó rơi vào tháng giêng, tháng 2. Nhưng mà bên cạnh đó những tháng kia vẫn có xảy ra bà con. Ở miền Đông Tây Nguyên vẫn bị cháy nè,
rồi miền Tây mình quay lại vẫn bị ảnh hưởng bà con, nên hôm nay Phi Hùng muốn gửi gắm những thông tin này một cách sớm nhất để bà con mình phòng ngừa và chủ động bảo vệ bộ lá cây sầu riêng theo hướng an toàn. Thì thực tế bà con, nếu mà bộ lá cây sầu riêng nó bị cháy rồi, nó bị ảnh hưởng do nấm bệnh và một số điều kiện ngoại cảnh, thì nó sẽ làm cho cây sầu riêng mình mất đi một cái vị trí quang hợp tối hảo và cũng như một nơi tổng hợp dinh dưỡng đường bột, nó làm ảnh hưởng tới cái quá trình phân hóa mà qua. Và bên cạnh đó, nếu bà con mình thấy thì cây sầu riêng mình cháy lá ở khúc sau, mình nuôi trái cũng không có ngon bà con, trái nó không lên cơm mau nè, rồi phát triển nó rất là kém, nên ở thời điểm này, thời điểm bà con mình đã đủ cái số lượng mắc cua rồi, bà con mình cần chăm sóc và bảo vệ bộ lá một cách tối ưu nhất. Và bên cạnh đó, nếu được mình dư giả về thời gian, mình kéo thêm luôn 1-2 cặp lá nó rất là đẹp bà con. Lá sầu riêng bị cháy có nhiều nguyên nhân. Nếu do rầy xanh kích thúc thường diễn ra trên đọt non, thì cháy lá do bệnh có thể xâm nhiễm bất kỳ vị trí nào của lá. Và nếu các loại côn trùng nhỏ như sâu, bọ cắt lá thường làm thủng từng mảng, đó cũng dẫn đến việc giảm diện tích và hiệu suất quang hợp. Nhưng về tốc độ lây lan thì không thể nào sánh kịp so với cháy lá do bệnh. Đó cũng chính là nguyên nhân làm mưa làm gió trên vườn anh Quyền hôm nay. Anh kể, hết mấy trận mưa dầm, có nắng trở lại là lúc cháy lá bùng lên dữ dội nhất, bệnh kép vệt lên trên, có lá cháy nặng hết phần nửa rồi rụng luôn. Như vậy xuất phát từ cơ sở nào mà vườn cây lại bị nhiễm bệnh? Chắc hẳn đây là vấn đề chẳng những anh Quyền mà nhiều bà con đều quan tâm. Đối với cái hiện tượng mà cháy lá khi bà con mình xử lý ra qua, đặc biệt là ở thời điểm rất nhạy cảm bà con, tầm khoảng 50-60%, và trong vườn của mình sẽ có một số cái cây nó hơi yếu hơn so với tỷ lệ đó, thì đối với nguyên nhân này thì Vi Hùng xin gửi tới bà con mình những cái nguyên nhân chuẩn đoán cơ bản như sau. Thứ nhất là mình phải lưu ý trong cái quá trình mình tạo cơ đọt nha bà con. Ở đây cái thao tác mà mình thực hiện tạo cơ đọt thì bà con mình cần có sự đồng nhất bên trên và bên dưới. Tại vì cây sầu riêng mình nó có hai cái bộ phận quan trọng, một là rễ, hai là bộ lá. Thì bộ rễ khỏe, bộ lá mạnh thì lúc đó cái khâu mà bà con mình xử lý qua sẽ tối ưu cho sức khỏe cây sầu riêng. Nên ở đây Phi Hùng xin lưu ý là thời điểm bà con mình tạo cơ đọt thì bà con mình phải tạo một cái tính đồng nhất và ưu tiên sức khỏe bên trên và bên dưới. Thì cũng bật mí luôn bà con, đối với miền Tây thì những vườn mà Phi Hùng mà cho bà con mình cái quy trình á, là sẽ có một cái cử bón hữu cơ và ứng dụng cái Evergreen Gold vào thời điểm cơ đợt thứ 3. Thì đối với thời điểm cơ đợt thứ 3 thì cái lượng hữu cơ bình quân ít nhất mà Vi Hùng bón cho một gốc sầu riêng thôi là 5-7 kg. Đó là một cái lưu ý mà Vi Hùng muốn nhắn gửi tới bà con mình. Thì cái vai trò hữu cơ thì Vi Hùng chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà ở đây Vi Hùng cũng nhắc nhớ lại thôi. Tại khi mà mình xử lý nghịch mùa đó bà con, mình có cái thao tác là mình đậy bạt tạo cái môi trường yếm khí, thì lúc này những con vi sinh vật có hại nó sẽ nhân mặt số, nó gây hại cho vùng rễ cây sầu riêng của mình, và mình mượn cái chất hữu cơ tạo một cái môi trường đệm tốt để cho những con vi sinh vật có lợi nó nhân mặt số lên để nó bảo hòa thành một cái nơi mà không có nguy hiểm hết bà con. Và bên cạnh đó thì bà con mình thấy thì nghịch vụ cái cử phun xịt tạo mầm bà con mình cũng tương đối nhiều hơn một cử hoặc là một cử gửi. Thì khi bà con mình lựa chọn những dòng chế phẩm thì bà con mình phải ưu tiên dùm Vi Hùng là cái tính hữu hiệu và cũng như là cái độ hòa tan tốt bà con. Nên cái vị trí bà con mình phun là rất nhạy cảm nha. Lá mà khi bà con mình chọn những dòng chế phẩm nó tính tan không tốt nè, rồi nó nóng, thì lúc này nó sẽ ảnh hưởng tới cái bộ lá cây sầu riêng của mình. Và bên cạnh đó thì hai cái nguyên nhân trên nó sẽ thiên về cái thao tác là mình chăm sóc. Còn bây giờ mình mới vô thực chiến nè bà con. Thì quay lại thời điểm hiện tại, bà con mình thấy đi, nắng mưa xen kẽ, đây là một trong những cái thời tiết thích hợp cho các cái đối tượng nấm bệnh tấn công. Và bà con mình thấy hiện tại cái biểu hiện cháy lá thì nó có những cái biểu hiện như sau bà con. Đây là những cái biểu hiện mà Vi Hùng đi vườn, thực tế Vi Hùng ghi nhận được. Thứ nhất là nó bị cháy lá do nấm Colletotrichum, thì đây là một cái biểu hiện bà con mình quá quen thuộc rồi. Thứ hai là gì? Cháy do Phytophthora. Bà con mình thấy Phytophthora tấn công tùm lum nhưng mà đối với lá cây sầu riêng vẫn có sự xuất hiện. Và một cái cháy lá nó mà Vi Hùng thấy nó thiên về đặc trưng vùng miền hơn, đó chính là cháy lá do thời tiết. Thì ba cái biểu hiện cháy lá này bà con mình có thể quan sát qua màn ảnh nhỏ giúp Vi Hùng. Nhưng mà ở đây nha bà con, đây là thời điểm nhạy cảm đang cái sự phát triển mắc cua của mình. Nên khi bà con mình thấy một trong ba cái biểu hiện đó xuất hiện mà ở những cái đốm nhỏ thôi, những cái vị trí đó nhỏ thôi, thì bà con mình cũng nên chủ động bà con mình phun ngừa. Và kèm theo đó có một số cái nguyên nhân nó ngoại cảnh xíu bà con. Tại vì mình đang ở miền Tây mà, một số khu vực thì do ảnh hưởng bởi cái điều kiện môi trường, giống như là có một số vùng thì bị mặn, khi mặn vào tác động vào cái vùng rễ cây sầu riêng và ảnh hưởng tới cái việc hấp thu nước, chuyển hóa dinh dưỡng thì nó vẫn bị cháy lá. Và một cái vấn đề như thế này bà con, nó hơi thiên về khu vực nữa, đó chính là cái thời điểm bà con mình giở bạt.
đây là một trong những cái thời điểm nó phải tiên quyết cho vườn của mình. Bà con mình không thể nào bà con mình đi cây sầu riêng mà tầm khoảng 40 ngày 50 ngày không dở bạc. Mặc dù bà con mình thấy cái bộ lá nó không xuống, nhưng mà bản chất bên trong cây sầu riêng nó rất là mệt bà con. Giống như là mình phải vác một bao lúa tuy nhẹ thôi, 10kg thôi, nhưng mà ngày nào cũng vác thì bà con mình thấy từ bên trong mình sẽ mệt từ từ. Thì đây là một số nguyên nhân và cũng như một số cái lưu ý mà Phi Hùng muốn gửi gắm tới bà con mình. Ngoài ra, tình trạng đất nông nghiệp trở nên bạc màu, đất nén dẻ mức độ thông thoáng hay đất bị chua làm pH giảm cũng được liệt kê vào con đường dẫn đến cháy lá. Quá trình này bắt đầu từ rễ. Một khi rễ bị tổn thương, đầu rễ non thối hay tuột khỏi vỏ thì khả năng hút nước và dinh dưỡng kém, năng lượng không đủ để vận hành nuôi toàn bộ cây. Lúc này chất dự trữ trong lá sẽ bị đem ra xài trước, dần dần làm lá vàng và cháy. Đáng chú ý là dù ban đầu không phải do bệnh, nhưng một khi lá có sự tổn thương thì nấm khuẩn cũng bội nhiễm theo. Chung quy quản lý cháy lá phải thông qua bước phòng trừ bệnh định kỳ. Trước khi mà Vi Hùng chia sẻ cái cách mà mình chăm sóc cây sầu riêng ra bông mà bị cháy lá bà con, thì Vi Hùng muốn gửi gắm tới bà con mình một cái giải pháp tốt nhất khi mà mình canh tác cây sầu riêng, đó chính là giải pháp mình phòng bệnh bà con. Đối với một số cái bệnh phổ biến giống như cháy lá nè, thối trái nè, nứt thân xì mủ thì bà con mình nên chủ động mình phòng bệnh hơn là mình chữa bệnh bà con. Thực tế luôn là những cái đối tượng bệnh này thì nó sẽ xuất hiện trên vườn của mình ở giai đoạn cây con vẫn có và giai đoạn cây khai thác kinh tế vẫn có bà con, nên được thì mình phòng bệnh là cách tốt nhất. Thực tế niên vụ năm nay bà con mình thấy đi, ở những cái video clip lúc đầu thì Vi Hùng nhắn nhủ tới bà con mình là năm nay cái điều kiện thời tiết nó biến đổi rất là nhiều, nên cái khâu mình chăm sóc cái bộ lá cây sầu riêng rất là quan trọng. Nên ở cái cử phun xịt tạo mầm thứ nhất hoặc là cử phun xịt tạo mầm thứ hai thì Vi Hùng có lồng ghép vào một cái bộ giải pháp để mình quản lý và mình phòng cái cháy lá, đó chính là Top Lút mình cộng với Star Super. Đó, mình sẽ phòng từ giai đoạn đầu. Trong niên vụ năm rồi thì Vi Hùng sẽ chia sẻ tới cái vấn đề cháy lá, nhưng mà nó hơi trễ xíu bà con. Giống như là cháy lá giai đoạn số nhị, cháy lá giai đoạn nuôi trái. Nhưng mà năm nay Vi Hùng muốn cùng bà con mình đồng hành từ giai đoạn lúc đầu luôn, là mình quản lý cái cháy lá ở thời điểm nó nhỏ nhất, đó chính là thời điểm mang bông. Thì đối với thời điểm mang bông này nó sẽ có hai trường hợp bà con: cháy lá khi đủ số lượng bông và cháy lá khi mình đang thiếu số lượng bông bà con, có nghĩa là đang ở giai đoạn mắc cua. Thì đối với trường hợp đang ở giai đoạn mắc cua nó hơi nhạy cảm xíu bà con, tại vì cái cây sầu riêng mình đang ở giai đoạn sinh sản nó đang mệt rồi, nhưng mà nó bị thêm một yếu tố ngoại cảnh và một cái bệnh nó tác động vào, thì lúc này cái gánh nặng của cây sầu riêng nó sẽ nhân lên, mình phải giải quyết từ từ bà con. Đối với ở ngoài thì khi bị cháy lá, dù là một hai vết nó nhỏ nó cháy lâm râm, nhưng mà mình vẫn phải phun xịt. Và thời điểm này mình phun xịt mình phải đáp ứng được một cái tiêu chí là mình không làm nóng lá sầu riêng. Tại vì con mình thấy những cái lá sầu riêng mà nó cháy, nếu mà nó cháy hơn 1/3 lá thì nó sẽ có một cơ chế là nó rụng. Nếu thời điểm này bà con mình đánh những cái thuốc nóng vô luôn thì nó rụng luôn bà con, nó sẽ mất đi một phần để cho nó quang hợp thì không có được. Nên ở đây mình đánh theo cái hướng là an toàn và thân thiện với cây sầu riêng. Thì cái bộ giải pháp mà Vi Hùng cho bà con mình đánh cháy lá đó chính là Elixir mình cộng với khuẩn IBN. Thì đối với bộ này bà con mình quá quen rồi, năm rồi nó đánh cháy lá đã lắm bà con, giúp lá mình xanh và nó sẽ hình thành một cái làn ganh gõ gệt giữa bên bị bệnh và bên không bị bệnh, để giúp cho cái lá sầu riêng mình vẫn thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Và sau khi mình bảo vệ mà mình chăm sóc cái lá sầu riêng xong thì mình quay lại bên trong, tại vì thời điểm này mắc cua của mình chưa có đủ. Bà con mình để ý đi, khi cháy lá rồi thì mắc cua của mình nó hay bị thui lắm bà con, nó bị đen và nó mất, thì bà con mình phải tác động một cử kích. Và bên cạnh đó, nếu trường hợp mà mắc cua mình bị mất hết luôn thì bà con mình phải đánh lại một cử mầm để cho nó tăng cái tốc độ phân hóa mầm qua, rồi sau đó nó mới thức nha bà con. Thì ở đây Phi Hùng xin lưu ý tới bà con mình chọn những cái dòng chế phẩm mình phun bên trong nó cũng phải mát xíu, nó thân thiện xíu, và đặc biệt nó không gây nóng bà con. Tại vì mặt dưới lá là nơi có cơ quan khí khổng, khi bà con mình phun những cử kích mầm này nè, nếu mình chọn những cái dòng chế phẩm mà nó hơi nóng xíu và nó hơi kích ứng xíu, bà con mình mặc dù mình phun thân cành đi nhưng mà cái hơi thuốc nó vẫn dính vào cái lá, nó cũng là một trong những cái tác nhân mở để cho cái đối tượng cháy lá tấn công vào vườn sầu riêng của mình. Thì đó là cái trường hợp mà bị cháy lá mắc cua mình chưa đủ. Trở lại vườn sầu riêng của anh Quyền, ba anh em đứng trên cùng chí tuyến để ngắm nghía cây sầu riêng trước mắt. Dạo hết một vòng, anh Quyền cất lời trước, anh nói: "Cỡ này dở bạc tới bệnh được chưa? Cháy lá rồi mà đậy hoài, thấy lo quá bay." Xem xét nãy giờ cũng đủ để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Anh em thống nhất với nhau mọi thứ xong xuôi, giờ chỉ việc đưa ra thực tế là ứng dụng ngay.
Giá bạc thì cho nó đảm bảo cái bộ lá cho nó khỏe để nó nuôi trái thôi. Vì nó giờ nó hiện tại cây nó hơi thiếu lá, phải tranh thủ rồi giỡ bạc rồi kéo thêm cây đọt cho đủ lá rồi mình nuôi cái trái. Còn bây giờ trường hợp này nó thiết thực hơn nè bà con, nó thực tế trên vườn anh Quyền luôn nè. Trái lá nhưng mà mắc cua mình nó đã đủ rồi, nó ra bông luôn rồi. Thì đây là một trong những cái thời điểm bà con mình có thể giỡ bạc. Và sau khi giỡ bạc mình tưới bệnh, mình đi hữu cơ và mình kích rễ lợi thì Vi Hùng đã chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà ở đây có một cái điểm như này bà con, đó chính là khi bị trái lá rồi thì bà con mình phải chủ động mình giỡ bạc đúng thời điểm. Bà con mình đừng có đợi những cây sầu riêng trong vườn mình ra bông đồng loạt hết tầm khoảng 90-100% mình giỡ là không có được nha bà con. Tại vì nghịch vụ ha, bà con mình lấy cái mốc tầm khoảng 70% là mình giỡ được rồi. Sau khi mình giỡ thì cử đầu tiên mình nhất định mình phải tưới bệnh. Thì bộ giải pháp tưới bệnh là Aigon 620 cộng với Zipra. Và sau khi tưới bệnh xong thì bà con mình phải cho cây sầu riêng một cái cử hữu cơ lại để cho vùng rễ nó hoạt động và cũng như nó kích thích lại sự phát triển của rễ, nó hấp thu dinh dưỡng lại và quay lại bên trên. Thì thời điểm này bà con mình phải lưu ý giúp Phi Hùng nha, thì mình phải vừa thực hiện được thao tác là mình rước bông sầu riêng cho nó thoát ra và mình vừa thực hiện được thao tác mình kéo đọt. Tại vì đối với cây sầu riêng khi mà bị rụng lá rồi thì nó có một cơ chế bắt buộc nó đi đọt. Đây cũng là một trong những cái vấn đề bà con mình cần lưu ý. Nếu mà vườn của mình có tiền sử trái lá mà mình ém đọt luôn thì ở thời điểm gần tới số nhị nó sẽ đi đọt rất là mạnh và những cái lá nó sẽ bị cháy rất là mạnh bà con. Thì đây là một trong những cái thông tin mà Phi Hùng xin lưu ý tới bà con mình. Rồi về cái bộ giải pháp thì sao? Thì sau khi bà con mình thực hiện các thao tác bên dưới xong thì được á, thì bên trên bà con mình giúp Phi Hùng phun một cử top lút mình cộng với Star Super là cử phun mà để trị và cũng như để phòng đó bà con, để mình hỗ trợ quá trình bảo vệ lá của cây sầu riêng mình. Thì vừa rồi Phi Hùng đã gửi gắm những cái thao tác canh tác và kèm theo những cái chế phẩm để mình quản lý và mình hỗ trợ cái vấn đề trái lá cho cây sầu riêng. Và để thực tế hơn bà con thì bắt buộc những vườn sầu riêng trái lá trên 40% hoặc là 50% bà con mình phải thực hiện được thao tác kéo bông kéo đọt cho nó cụ thể hơn. Thì đối với cái thao tác này Phi Hùng đã soạn thành một cái quy trình bà con, vừa có giống ghi sáo vừa có giống món thon, nên bà con nào cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại cá nhân của Phi Hùng, Phi Hùng sẽ gửi. Cuối lời Phi Hùng xin cảm ơn bà con mình đã quan tâm theo dõi cái đoạn phóng sự và mong rằng những thông tin này sẽ hỗ trợ quá trình canh tác sầu riêng của bà con mình. Vậy là đã kết thúc chuyến thăm vườn hôm nay. Nãy giờ cứ sát sao vườn sầu riêng mà anh em rất quên vẻ đẹp thanh bình của vùng đất này. Phía trên là dải nắng vàng rực rỡ, phía dưới là từng lớp bèo tay chuột xanh mướt đang phủ kín mặt mương. Đây là nguồn hữu cơ rất tốt để ớt mô, chắc hẳn một dịp nào đó anh Quyền sẽ trưng dụng nó ngay thôi. Tạm biệt cảnh sắc thiên nhiên, anh em quay về với tràn ngập cảm xúc lưu luyến trong tim. Hy vọng rằng với những thao tác được bàn luận sẽ giúp anh Quyền sớm ngăn chặn được tình trạng cháy lá đang diễn ra trên vườn nhé. Bà con thân mến, biểu hiện cháy lá giai đoạn xử lý ra hoa là một trong những thách thức lớn đối với nhiều nhà vườn trồng sầu. Tuy nhiên, với những biện pháp cải thiện và phòng ngừa phù hợp thì chúng ta có thể giảm thiểu tác động của hiện trạng này. Vâng, và cuối lời Hồng Thơ xin gửi lời cảm ơn đến bà con đã theo dõi đoạn phóng sự ngày hôm nay. Xin kính chúc quý nhà vườn canh tác thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.